Hội thi tiếng hát tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ lần thứ 32 năm 2024 diễn ra vòng chung kết xếp hạng. Hội thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của trường Đại học Cần Thơ. Hội thi diễn ra từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 11 có sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của trường Đại học Cần Thơ với 300 tiết mục. Các nội dung thi diễn gồm thi hát quốc ca tập thể, tốt ca, nhảy hiện đại, múa dân gian, đơn ca, tân nhạc và cổ nhạc. Riêng với phần thi tài năng cá nhân, thí sinh thi như múa, nhảy, độc tấu nhạc cụ phương Tây hoặc dân tộc Việt Nam, kịch câm, ảo thuật, beatbox, võ thuật, kể chuyện, hùng biện. Mỗi nội dung thi đều có bảng dành cho cán bộ và dành cho sinh viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho 68 tiết mục xuất sắc.